Hello tất cả các anh em đã quay trở lại kênh cá kiển của mình. Và ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một loài cá mà đến từ hoang dã. Thì đây là con cá lóc vảy rồng. Đây là một con cá rồng được nhập trực tiếp từ Indo về nha các bạn. Nó là một con Yellow Centaurum. Và vì sao nó lại có cái tên là Yellow Centaurum? Yellow thì có nghĩa là màu vàng các bạn. Centaurum là một con lạch ở Indonesia. Thì đây là một dòng cá mà được người ta bắt từ bên cái lạch nước đó về. Thì các bạn có thể thấy con cá này của mình hoàn toàn không có bỏ nước lá bàn nha các bạn. Và đây là ánh sáng tự nhiên. Thì con cá của mình nó lên được một cái màu vàng rất là đậm. Và giá thành của con cá vảy rồng mà để đạt được một cái màu vàng khi mà không có sử dụng cái lá bàn hay là một cái ánh đèn nào mà để kích cái màu vàng lên, một cái màu vàng tự nhiên như thế này, thì cái giá trị con cá rất là cao. Và các bạn thấy những cái hoa văn trên người nó hiện lên những cái số 9 đó các bạn. Thì đó là một con cá vảy rồng đẹp. Những anh em nào mà coi con cá lóc vảy rồng này của mình thì chắc hẳn là sẽ biết là con cá lóc vảy rồng này là trên hội nó rất là nổi tiếng luôn ha các bạn. Đây là một trong những con Yellow Centaurum rất là hiếm. Có một sự thật là các bạn đi mua những con mà cá lóc vảy rồng, người ta nói cho các bạn là hàng Indo nhưng thực tế nó là hàng Malaysia đa số là nhiều. Và những cái hàng đó các bạn nuôi lớn lên, có nhiều bạn thắc mắc hỏi là tại sao mà cái hàng đó mình nuôi lên nó giống con cá lóc đồng mà nó không có được một cái màu vàng như thế này, mà nhiều người lại bỏ lá bàn vô rồi bật thêm đèn. Nhưng thực tế mà các bạn để đèn trắng hoặc là không có bỏ nước lá bàn thì con cá cái màu rất là tệ. Thì đó là tố chất của những con cá. Có những bạn mua những con cá màu vàng về nhưng mà xử lý nước không tốt hoặc là làm cho cái độ pH cao lên thì nó sẽ mất màu nha các bạn. Còn đây là thức ăn của cái con cá lóc của mình. Đây là con gián đu bia. Đó, đây là con gián đất nha các bạn. Nó không có hôi. Cách 2 ngày 3 ngày mình cho con cá mình nó ăn 2-3 con. Ăn để mà nó giữ cái form con cá để mà nó không có bị mập nha các bạn. Còn đây là trùng đất. Trùng này mình đi đào các bạn. Đó, đây là rít. Con rít này mình cho ăn cũng được luôn. Thì mình nuôi những cái dòng cá hoang dã này thì mình cho ăn mồi tự nhiên thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nước của mình nó rất là trong. Và mình không có sử dụng nước lá bàn. Nhưng mà các bạn có thể thấy là con cá của mình màu vàng rất là đậm. Khi mà các bạn nuôi cái dòng cá lóc vảy rồng này thì chúng ta không nên sử dụng cái máy lọc quá mạnh nha các bạn. Hoặc là thổi luôn. Cái con cá này nó không có thích nước động, nó thích nước yên tĩnh các bạn. Và sức đề kháng của nó rất là mạnh, cho nên các bạn khỏi có sợ nó bệnh gì hết. Nói các bạn thấy chưa? Những cái hoa văn trên người nó có những cái hình thù rất là giống với số 9. Bởi vì người ta hay kêu là mấy con cá lóc mà vảy rồng 4 số 9 đó các bạn. Là những cái con như thế này đây. Các bạn không nên cho cái dòng cá lóc này nó ăn quá no nha các bạn. Bởi vì nó rất là ham mồi. Và khi ăn nhiều sau một thời gian thì con cá nó sẽ mất cái form, mất cái dáng của một con cá lóc. Nó mập lên thì nó sẽ xấu cái form đi các bạn. Nhưng cái đó là con mắt nhìn của mỗi người thôi. Các bạn có thể chăm sóc con cá theo cái body, theo sở thích của các bạn. Nhưng mà đối với mình, một con cá lóc hoang dã thì mình nên giữ cái form dáng, một cái dốc dáng dạng như là săn chắc đó các bạn. Mình không muốn nó quá mập. Đó các bạn thấy không? Nó ăn xong nó chui vô trong kia. Trong kia không có ánh sáng nhưng mà con cá của mình nó rất là vàng. Riêng về những cái dòng cá lóc vảy rồng thì các bạn nuôi cái dòng mà được nhập trực tiếp từ Indo về thì nó sẽ rất là đẹp.
Con này hiện tại là đang được tầm 38 cân rồi các bạn. Và nó rất là hung dữ. Ngoài ra thì các bạn có thể bổ sung thêm tôm này các bạn. Chúng ta mua tôm tươi về mình bóc vỏ ra, rồi mình cắt những cái đoạn nhỏ mình thả vào cho nó ăn. Khi nuôi cá lóc thì các bạn nên tầm 2 ngày cho ăn một lần. Hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mới tập chơi cách set up một cái hồ mà nuôi cá lóc như thế nào, rồi cách thuần dưỡng những con cá lóc từ size nhỏ như thế nào để con cá của mình nó được sung nhất. Nói các bạn thấy không, ở gần cái phần đuôi của nó thì xuất hiện những cái đốm trắng đó các bạn. Những cái đó thì người ta gọi là vảy rồng trên một con cá. Đó, kêu là vảy rồng. Khi mà các bạn cho con cá mình ăn no quá đó các bạn, thì cái tỷ lệ mà bung vảy đó thì nó sẽ rất là chậm. Cái đó là trên lý thuyết, bởi vì ở ngoài tự nhiên khi mà con cá nó đói các bạn thì nó sẽ tự động nó bung vảy. Rồi sau đó nó sẽ chui những cái bụi rậm, nó nằm nó ẩn nấp trong đó các bạn, để mà nó tạo những cái hình thù hoa văn trên người nó y như là những cái con mồi giả các bạn, để mà nó thu hút những cái con cá khác tới là nó sẽ tấn công nó ăn thịt con mồi. Đó, trên lý thuyết là như vậy. Bởi cũng vì như vậy mà mình hạn chế cho con cá này của mình ăn quá nhiều, để mà mình kích thích cho nó bung cái vảy lên. Những cái con cá lóc vảy rồng mà có giá trị là nằm ở cái bộ vảy đó các bạn. Nếu mà cái bộ vảy mà nó không bung thì con cá cái giá thành nó sẽ không có cao. Và một con yellow centrum đẹp là không cần đèn hay là không cần nước lá bàn gì, nhưng mà con cá của mình nó vẫn phải được giữ cái màu đen vàng rõ rệt như thế này đây các bạn, thì nó mới chính là một con cá đẹp. Và video hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn biết là một con yellow centrum được nhập trực tiếp từ Indonesia nó sẽ khác như thế nào so với những con Malay hay các bạn. Đó. Rồi, và bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Rồi, mình xin chào mọi người.